mọi người. Hello cả nhà. Hôm nay Ánh Nguyệt và Phước Sửu đang có mặt tại Marina Bay. Mọi người có biết ở đâu không ạ? Một địa Singapore. Yeah, một địa điểm quá đẹp phải không Ánh Nguyệt? Ồ, ở đây rất là thoải mái và thích thú. Hôm nay là mấy giờ nhỉ? 8 giờ sáng thì Nguyệt cùng với lại anh Sửu và một số các anh chị trong đoàn đang di chuyển tới đây. Trước cái giờ chúng ta bắt đầu tham gia vào một cái hội nghị. Hội nghị gì vậy Ánh Nguyệt? Hội nghị Business Conference của châu Á Thái Bình Dương do bên EIC tổ chức đúng không anh? Đúng rồi, chính xác. Xin giới thiệu với mọi người, Phước Sửu và Ánh Nguyệt đang công tác tại EIC Việt Nam. Lý do của chuyến bay hôm nay thì Nguyệt có thể là chia sẻ rõ hơn cho cả nhà được biết. Thì EIC Việt Nam là một trong những cái đơn vị, một cái thương hiệu bất động sản mặc dù là mới tại Việt Nam thôi, nhưng mà thương hiệu EIC thì đã có từ rất là lâu đời tại Mỹ và có mặt ở rất là nhiều quốc gia. Trong đó thì EIC Việt Nam là mình franchise, là một đơn vị nhượng quyền thương hiệu của EIC. Chính vì vậy nên EIC thường hay tổ chức những cái chương trình hội nghị như thế này và mời những top sale, mời những best sale tại EIC Việt Nam, top 10 tại EIC Việt Nam năm 2020-2021 đã tham gia vào trong conference lần này và rất vinh dự trong đó có mình và Phước Sửu và một số các anh chị khác nữa. Đúng rồi, được vinh hạnh tới cái hội nghị ngày hôm nay cũng là quá trình phấn đấu làm việc và có những cái kết quả nhất định nằm trong top 10 của EIA Việt Nam. Chúng ta có quyền tự hào về kết quả này bởi vì nó không những chỉ là kết quả trong cái sự cố gắng của mình mà đó là sự tin tưởng của tất cả quý vị khách hàng cũng như là sự tin tưởng đồng hành của các anh chị em trong team của mình nữa, đúng không anh Sửu? Đúng rồi. Nguyệt rất là tiếc rằng là hôm nay chúng ta không có một cái cameraman để có thể hỗ trợ cho Nguyệt và anh Sửu có thể quay được những cái background ở đây một cách tốt nhất cho tất cả các anh chị. Tuy nhiên thì hy vọng rằng là những cái thước phim vừa rồi nó cũng không làm cho các anh chị cảm thấy khó chịu vì những cái background hơi bị hạn chế đúng không? Không sao Nguyệt. Thì Nguyệt sẵn đây Nguyệt có thể giới thiệu một chút xíu về đất nước, con người và EIC Việt Nam hay không? Đất nước, con người và EIC Việt Nam, một cái câu hỏi nó hơi bị rộng với cái phạm trù như thế này thì không biết bắt đầu từ đâu. Thì EIC Việt Nam á là công việc chính là gì vậy Nguyệt? EIC Việt Nam chắc các anh chị cũng không còn xa lạ bởi vì đây cũng là một cái tên thương hiệu, là một đơn vị phân phối bất động sản khá là lớn tại khu vực Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Với là năm 2022 dự kiến EIC Việt Nam sẽ phân phối hơn 70 dự án bất động sản với vai trò là đơn vị phân phối F1. Và hiện nay thì EIC Việt Nam đang có những cái sự tập trung về những cái mảng sản phẩm như thế nào, anh Sửu có thể chia sẻ cho mọi người đúng không ạ? Đúng rồi, những cái bất động sản tại EIC Việt Nam thì gần như là phổ biến khắp cả nước, rất là nhiều cái dự án lớn và rất là nhiều chủ đầu tư lớn mà EIC Việt Nam đã hợp tác và phát triển, trong đó có giống như là đơn vị GS của Hàn Quốc nè, rồi Mastery Home, rồi gọi là chưa là nói đến một tập đoàn rất là lớn là Vinhome ha. Rất là nhiều dự án khác nữa và EIC đang triển khai và đang đồng hành. Và số lượng nhân viên tại EIC hiện tại lên đến hơn 2.000 thành viên rồi Ánh Nguyệt. Đúng rồi, tất cả các anh chị hơn 2.000 thành viên với phân phối rất là nhiều dự án thuộc các cái loại hình sản phẩm khác nhau, từ đất nền cho tới căn hộ, nhà phố, biệt thự và các loại hình bất động sản nghỉ dưỡng nữa. Và các anh chị đừng quên rằng là khi chúng ta trở thành một agent chính thức của EIC Việt Nam, có những cái thành tích tốt trong việc bán hàng thì sẽ giống như Ánh Nguyệt và Phước Sửu ở đây, chúng ta có cơ hội để đến trải nghiệm tại những cái thành phố, những đất nước đang phát triển rất là xinh đẹp giống như quốc đảo Singapore mà chúng ta đang đứng ở đây đúng không anh? Thì nói đến bất động sản tại Việt Nam là nó quá lớn rồi, nó quá nhiều rồi. Nhưng mà Ánh Nguyệt có bao giờ Ánh Nguyệt sẽ nghĩ đến những cái bất động sản tại những nước Singapore, những nước gọi là trong thế giới này hay không? Có chứ tất cả các anh chị. Thực ra thì trong số những khách hàng mà đã tin tưởng và được người tư vấn thì có những khách hàng họ đang ở những quốc gia khác nhau, ở Singapore hay là ở Hàn Quốc, Mỹ và các nước khác, họ cũng mong muốn sở hữu bất động sản tại Việt Nam. Và những khách hàng ở Việt Nam cũng mong muốn sở hữu những khách hàng ở nước ngoài, đó là điều không thể nào ngoại lệ được đúng không ạ? Và đối với quốc đảo Singapore thì Nguyệt được biết là có một số các cái đại gia bất động sản ở Việt Nam còn sở hữu nguyên một hòn đảo ở đây nữa. Quá tuyệt vời. Thông tin như vậy có làm các anh chị cảm thấy hứng thú không? Nhưng mà Nguyệt tin rằng là những cái thông tin về thị trường bất động sản tại Singapore hoặc là những cái thông tin mà anh Nguyệt và Phước Sửu vừa chia sẻ vừa rồi hữu ích với tất cả các anh chị. Đúng rồi, gia nhập vào EIC ngay Ánh Nguyệt để trở thành những thành viên gọi là bậc nhất, phát triển bùng nổ về doanh số, bùng nổ về đội nhóm. Ngày hôm nay thì Nguyệt mong rằng là tất cả các anh chị chúng ta có những cái giây phút tìm hiểu về những cái địa điểm mà Nguyệt và Phước Sửu đang đứng ở đây, cũng như chúng ta có tìm hiểu một vài thông tin sơ bộ về EIC Việt Nam, và anh chị nào đang quan tâm tìm hiểu một cái môi trường làm việc
cực kỳ năng động và tích cực, có những người đồng nghiệp cực kỳ là dễ mến, và chúng ta sẽ có những cái cơ hội để phát triển bản thân trong lĩnh vực này, chạm đến đỉnh vinh quang trong lĩnh vực bất động sản. Đừng quên gia nhập cùng chúng tôi EA Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong video tiếp theo.